đã bái lại gia tiên hai họ. Hai con bây giờ chính thức đã là vợ chồng. Sao? Nói đi, con hứa với vợ con những gì? Dạ, dạ, con hứa là sẽ luôn ở bên cạnh nàng, luôn lo lắng chăm sóc cho nàng, cho dù nàng có bệnh tật, không làm nàng buồn. Được. Còn cô dâu? Dạ, con cũng vậy. Con cũng nguyện ở bên chàng tới cùng luôn. Tới cùng á là tới răng long đầu bạc đó nghe. Dạ. Hai đứa hứa là phải giữ lời đó nghe. Cha thiệt sự mong cho hai con trọn đời hạnh phúc. Lời thề trước gia tiên á quan trọng lắm đó. Đây là số vàng dòng cha cho hai đứa con, để có số vốn liếng sau này mà ăn. Cha, cha giữ đi, chừng nào cần tụi con hỏi. Bây giờ tụi con là gia đình riêng rồi, phải giữ, phải có cái gì đó riêng tư của mình. Dạ, dạ, vậy cũng được. Ừ. Nhưng mình có cần không? Cha biết là hai tụi con đã mệt rồi, cha nói ý này nữa thôi, rồi hai tụi con đi nghỉ. Dạ. Cái nhà cuối giường lúc trước cha cho cất đó là bây giờ của tụi con, có sẵn đồ đạc hết rồi. Hai vợ chồng son cứ ra ngoài đó ở cho có sự riêng tư. Còn ăn uống á thì tụi con về đây ăn uống với cha với vú cho vui. Dạ. Tụi bay nghe rõ chưa? Khuya đợi vợ chồng tụi nó ngủ say, tụi mày vô trong bưng cái tráp ra đây. Trời ơi, còn chờ tụi nó động phòng nữa thì tụi mày cứ canh coi là tụi nó có động phòng thiệt hay không rồi báo lại cho tao. Canh cái gì nữa, sao mà không thiệt? Kêu tụi mày canh thì tụi mày cứ canh đi, hỏi nhiều quá. Nhưng mà không biết tụi nó có động phòng thiệt hay không thì biểu canh tụi mày cứ canh đi, hỏi nhiều quá. Ông uống trà đi. Ừ. Tôi chăm trà mới rồi đó. Nhà đã vắng rồi, buồn muốn chết. Ông biểu tụi nó ra ngoài ở, mai mốt tôi về quê ông ở một mình nghe. Thì tụi nó dẫn vô đây ăn cơm với tôi với bà mà, ở tạm thời thôi chứ có ở lâu đâu. Ý ông là... Là lẹ lẹ kiếm cho ngoại cho tôi ẩm bồng. Hết nhiều chuyện chưa? Với lại thằng đó tuy tốt nhưng mà hơi khờ. Để con nữ kiềm nó thời gian coi sao. Cũng phải, tốt thì tốt thiệt, nhưng mà tôi thấy sao sao đó ông. Ừ.